Sơn giả đá cẩm thạch.net nhé, 0966581851. Sơn giả đá này kết hợp với sơn giả gỗ này, thi công phòng thờ nhé. Chúng tôi thi công sơn giả đá, sơn giả gỗ và vẽ tranh tường 3D nhé, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh thành ở phía Nam. Thì không, nhà của giám đốc công an tỉnh Bình Dương.